chào em, chúng ta tiếp tục bài học. Hôm trước chúng ta đã xét được ba cái dạng bài tập 1, 2 và 3, trong đó cái dạng bài thứ 3 dưới kia rồi. Dạng bài thứ 3 và bài thứ 2 từ dưới đây. Bài thứ 3 của chúng ta, bây giờ chúng ta sẽ dạng bài thứ 4 là điều kiện để chế biến trở thành là đúng để sai. Như chúng ta đã biết rồi, một trong những cái cách để chúng ta biến mệnh đề chưa biến thành mệnh đề là chúng ta thay giá trị cụ thể của biến bảng, đúng không? Thế thì chúng ta tiếp tục bây giờ là cái dạng bài thứ tư, điều kiện mệnh đề chưa biến. Câu 29, đánh có đúng, đánh số đúng, đúng là câu 29. Tìm tất cả các giá trị thực của x để cho mệnh đề P trị tuyệt đối của 2x trừ đi 1 lớn hơn hoặc bằng 1 trở thành mệnh đề đúng. Cái này của tập cũ nhé. Cái này làm nào nhỉ? Cái này giải thế nào nhỉ? Thực chất của cái này là bất phương trình. Ta sử dụng cái điều sau đây, trị tuyệt đối của A lớn hơn hoặc bằng 1. Nếu như A dương thì nếu A lớn bằng 0 thì con này nó bằng cái gì? Trị tuyệt đối của A bằng cái gì? Đúng không? Thì nếu A âm thì sao? Trừ A lớn hơn bằng 1, tức là A nhỏ hơn trừ 1, hoặc là trừ 1. Nhân hai vế với trừ 1 thì nó sẽ ra đấy. A nhỏ hơn hoặc bằng trừ 1. Đây này, đáng lẽ của nó là như thế này thì học sinh nó mới hiểu. Nhưng buộc nó phát viết như này nó sẽ không hiểu. Thầy nó lại này. Hồi bé tức là hồi nào, hồi năm ngoái mình học trị tuyệt đối của A là bằng A nếu A lớn hơn hoặc bằng 0, đúng chưa? Rồi bằng trừ của A nếu A nhỏ hơn 0. Nếu mình nhỡ viết số bằng vào đây thì có sao không? Không sao cả, thì theo thấy A bằng 0, 0 vào đây nó vẫn bằng mà. Cho nên có nhỡ dấu bằng ở trên hay dưới cái này đều được hết nhé. Được chưa? Thế sau đó chúng ta áp dụng vào trong cái bài này. Đấy, nếu mà A mà lớn hơn hoặc bằng 0 thì có vẻ là trị tuyệt đối của A nó bằng A, đúng chưa? Lúc đấy chúng ta sẽ được là A lớn bằng 1. Nếu lớn bằng 1 thì hiển nhiên là lớn bằng 0 thì gì nữa, đúng không? Nó lớn 1 thì tính chất mặc cầu A lớn bằng 1, 1 lại lớn hơn 0. Cho nên cái này nó hiển nhiên nó thỏa mãn A lớn 0 rồi, không ghi nữa. Thế còn trong trường hợp mà A âm ấy, A âm thì trị tuyệt đối của A sẽ bằng trừ A. Trừ của A lớn hơn bằng 1. Thế ta nhân 2 vế với trừ 1 thì ta sẽ được là gì đây? A nhỏ bằng trừ 1. Có thế không? Đấy, mà nhiều khi ta viết ngay cái này là các bạn sẽ không hiểu. Đấy. Rồi, thế đến đây bây giờ chúng ta mới áp dụng ở đây. Như vậy là trị tuyệt đối của 2x trừ 1 lớn hơn hoặc bằng 1 tương đương với áp dụng cái trên vào nhá. Đấy. Nếu như con này mà lớn hơn bằng 0 thì chúng ta sẽ được là trị tuyệt đối của nó bằng chính nó. Lớn bằng 1 đương nhiên nó lớn bằng 0 rồi, không phải kiểm tra lại. Thế còn cái trường hợp thứ hai, nếu con này âm thì nó sẽ để dấu ngược lại. Nếu em nào quên thì giải theo kiểu này cũng được, không vấn đề gì. Là trừ của 2 trừ 1 lớn hơn bằng 1, không vấn đề gì cả. Sau này quen rồi thì sẽ xóa cái đoạn giữa này đi cho thầy nào. Bây giờ chưa quen rồi nhỉ? Thì cứ biết này. Vì nếu như cái con này mà dương thì là bằng chính nó, còn nếu âm thì bằng trị tuyệt đối của nó bằng trừ của nó, đúng chưa? Đó, như vậy ở trên ta sẽ chuyển vế ra, chúng ta được là 2 từ đánh nguyên đấy. Ở dưới là 2 trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng âm 1. Sau này quen rồi chúng ta sẽ bỏ cái đoạn này đi nhé. Quen rồi thì bỏ cái đoạn này đi. Mà viết thẳng luôn sang bên này.
Được chưa? Đấy, nhiều bạn không biết nguồn gốc xuất xứ đâu, nó nhắc lại như thế. Nếu a nếu con này dương thì chỉ tuyệt đối của nó bằng chính nó là được cái này, nếu âm thì chỉ tuyệt đối của nó bằng trừ cái này, sau đó nhân hai với trừ một thì ta được cái này. Được chưa? Đấy. Rồi như vậy là trên chúng ta chuyển vế sang ta giải đi. Ở trên là thế nào? 2x lớn hơn bằng 2 và chuyển vế đổi dấu, còn ở dưới 2x nhỏ hơn nó bằng 0. Kết quả ở trên là x lớn hơn nó bằng 1, dưới là x nhỏ hơn nó bằng 0. Có nhầm không? Đúng. Đấy. Thì như vậy là nếu chúng ta bây giờ chúng ta chỉ cần lấy con x bất kỳ mà lớn hơn hoặc bằng 1 hoặc là x nhỏ hơn bằng 0 ta thay vào cái thì nó đều đúng hết. Được chưa? Đấy. Câu 29 xong đấy. Cái câu 30 thì nó bảo là tìm giá trị thực của x để cho p. Lúc đầu thì nó là hạng mệnh đề, chúng ta chưa thay cụ thể vào, bắt đầu ta thay cụ thể vào thì nó trở thành nó mới là mệnh đề. Thì con x trừ 1 lớn bằng 0. Đây vào để cho nó sai. Nó sai khi nào? Sai tức là thế nào? Sai tức là nó không đúng. Đúng thì là lớn hơn bằng 0, sai thì làm sao? Nó hơn bằng 0 á. Đúng rồi, như vậy là 2x trừ 1 nhỏ hơn 0. Chuyển vế đổi dấu. Nhân 2 vế với 1 phần 2 dương bất đồng thức không đổi chiều. Đấy. Đấy như vậy là x sẽ nhỏ hơn x nhỏ hơn 2 thì nó sai. Tiếp tục. Câu tiếp. Câu 31. Câu 31 tiếp tục ở đây là nó bảo là xác định x để cho cái mệnh đề P. Thực ra lúc đầu nó là hàm mệnh đề đấy nhé. X bình cộng 5x cộng 14. Để như này thì nó là hàm mệnh đề, à là mệnh đề chưa biến, nhưng mà chúng ta thay giá trị cụ thể vào thì nó trở thành mệnh đề. Bây giờ nó đề bài hỏi cái này là sai. Sai tức là thế nào? Sai tức là nó không đúng. Thì đúng như thế nào mà sai thì thế nào? X bình cộng 5x cộng 14 bằng 0 mà đúng thế nào? Thực chất là đi giải phương trình nhưng có cái gì đâu. Cái này thì là giải bất phương trình. Cái này là giải phương trình. Nào. Chiến đấu đi. Cái này. X bằng mấy bằng mấy? X bằng trừ 1 và hay là hoặc? Và cái đồ con gà hoặc x bằng trừ 4. Đấy, chúng ta bắt đầu băn khoăn cái chỗ này này, đến hôm nào là chúng ta phải học một đoạn nâng cao của nó mà. Phủ định của cái hội rồi là tuyển thì xử lý như nào? Như vậy là x bình phương cộng với 5x cộng với 4 bằng 0. Có phải các em giải phương trình là x bình cộng với 5x cộng với 4 bằng 0, em viết là x bằng trừ 1 hoặc x bằng trừ 4 đúng không? Có đúng là viết như này không? Viết tương đương là viết này không? Thì cái dấu này đọc là gì? Đọc là hoặc gì nữa? Viết như này là phát là đứt luôn. Viết này là đứt luôn. Làm gì có con x nào vừa bằng trừ 4 vừa bằng trừ 1. Thế vậy con này nó sai khi nào? X khác trừ 1. Không phải là hoặc mà lại là và. X khác trừ 4. Thế nó mới đỉu chứ đi. Đấy. Cái đấy thì mình sẽ rõ dần về sau. Bây giờ tạm thời biết như thế. Như vậy là muốn cho cái con này sai thì là x phải khác trừ 1 và x khác trừ 4. Đấy, như vậy là câu 31 xong. Bây giờ câu 32. À, xét Pn là cái câu n là số tự nhiên nhỏ hơn 50 và chia cho 12.
chúng ta xem là cái con nào thì nó đúng. Đúng ra là phải ghi là PN, nhưng mà trong sách nó toàn tưởng ký hiệu là mỗi chữ P thôi. Vì sao? Cái PN nó phụ thuộc vào N. Đề bài cho chúng ta là N là số tự nhiên nhỏ hơn 50. N chia hết cho 12. Đấy, bây giờ mình phải tìm N để cho tìm N để cho PN là mệnh đề đúng. Xin mời. Thì đây. Cái này nó khó, nó không khó nhưng nó liên hệ mật thiết với lại các kiến thức mà học từ cấp 2. Cho nên nếu kiến thức cấp 2 mà không tốt thì làm mệnh đề coi như hỏng. Thế thôi. Nào, suy nghĩ làm đây. Không biết. Được. Ô, bài này cứ tưởng khó, có khi nó khó thật chết giả. Chia hết cho 12 thì ta cứ mò thôi nhỉ. Mò thế nào? Hả? Tìm ra giá trị. À, không. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thì gã. Hay thế thì đến bao giờ mới xong? À, như thế thì chúng ta sẽ viết dưới dạng là 12 cả. Thằng nào chia hết cho 12 cũng đều phải viết dưới dạng 12 cả hết. Ủa sao kỳ vậy? Đúng như này còn gì nữa, nó chia hết cho 12 thì nó phải viết thành 12 nhân một cái số nguyên nào đó. Đúng không? Thế thôi, bây giờ lần lượt hay nào, k bằng 0 thì nó bằng mấy? Số chia hết cho 12 sẽ có dạng. Tức là vì n chia hết cho 12. Cho nên có số, ở đây là số tự nhiên. Số tự nhiên n à k sao cho. Tại kiểu này mới khôn ý. N bằng 12k. Ừ, bây giờ chỉ việc thay k bằng 0 thì nó bằng mấy? Không, nó bằng 0. K một không ấy? 12, k bằng 2 bằng bao nhiêu? K 3, k 4, k 5. Ôi tôi chết, bằng 5 nó lớn hơn rồi. Đúng chưa? Thế thôi. Để bài cho chúng ta là nó nhỏ hơn. N nhỏ hơn 50. Cho nên K chỉ có thể bằng 0, 1, 2, 3 và 4. 5 là lớn hơn rồi, đúng không? Thì ra là như vậy. Thế với K như thế thì mình trả lại N bằng bao nhiêu? Lấy N bằng 5, đó là 5 nhân với 12 là 60 rồi. N bằng 0, 12, 24, 36, 48, hết. Như vậy là có mấy giá trị? 5 giá trị của N của bạn đề bài. Đấy là bài tập của phần ngày hôm trước. Các bạn hiểu nhỉ?
Không biết tại sao thì nó cho những bài tập này không, để chúng ta thấy được là cái phát biểu về cái dạng vấn đề nó thực ra là trước kia chúng ta gặp rồi, nhưng có điều tên của nó là khác. Ví dụ như cái bài 29 thì giải bất phương trình, 30 giải bất phương trình, bài 31 giải phương trình, sau đó viết phương trình. Bài 32 là tìm điều kiện là chia hết vân vân, thì nó là nước dưới. Nhưng nó liên hệ mật thiết với cái gọi là ngôn ngữ mệnh đề với lại những cái mà sinh viên học.